huấn luyện viên Philippe Chaussier và câu chuyện ít ai biết phía sau tên gọi chuyên gia giành vé World Cup. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên từng cầm quân ở World Cup. Nhưng với huấn luyện viên Philippe Chaussier thì khác, ông là người từng hai lần dự World Cup với Nam Phi 1998 và Nhật Bản 2002. Tuy nhiên, để có thành công này, ông và các học trò của mình đã từng bị loại ngay vòng bảng trong giải đấu đầu tiên cùng tuyển Nhật là Copa America 1999. Khởi đầu thất bại đã khiến người Nhật nghi ngờ và phẫn nộ, nhưng ông Chaussier vẫn kiên nhẫn không thỏa hiệp và sự cứng đầu của huấn luyện viên Chaussier đã thắng thế. Kết quả đã chứng minh, ông đúng là người tạo ra lứa tuyển thủ Nhật Bản giành chức vô địch ASEAN Cup 2000, Á quân FIFA Confederations Cup 2001 và vào vòng 1/8 World Cup 2002. Ông Chaussier có giấc mơ mãnh liệt là đưa lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở sân chơi World Cup.